đó kể anh xem như chẳng còn lối thoát. Bao con tim si mê như bị đánh cắp. Muốn nói thầm với em là I know that. Do em đang show ra qua từng bài hát. Anh chẳng cố ý đâu. Baby anh chẳng cố ý đâu. Đừng nói mong chắc là đến sớm rồi. Sớm rồi. Đừng buông đâu bao lời ông bướm rồi. Bướm rồi. Là người đàn ông nói không với thính fake. Kiệm lời gà lăng đã ăn vào tính cách. Tủ tìm ngồi nghe mấy em này feedback. Anh ấy trông thật phong cách. Quần tây áo sơ mi phanh cúc. Đi cùng cả Limitless là anh chàng thuộc hàng Limited. Thật cu nàng là mê tích cực người trơn mịn. Thay vì chi chít mực. Là con nhà lính mà tính bằng đô vì ba mẹ nuôi khá nhiều. Mà tiếng là kêu mà với người yêu thì đại ca là anh khá chiều. Biết là anh còn coi mấy em lại quay và quay và. Friend của em nói trông anh bét từng giây và giây và. Song hành với big team để đưa rap name bọn anh cùng vang lừng. Anh thợ săn nó sai làm cho đám nai phải băng rừng săn lùng. Chẳng phải khoe nhưng anh có tí năng khiếu với thơ ca. Đừng thắc mắc. 1, 2, 3 yeah, the thong tham. Đây là người miền núi phía bắc Việt Nam. Hiền ngang, không thích luồn cúi. Flexing, theo kiểu miền núi. Ta chơi nhạc trang, hip hop trên bản làng. Bạn này là bạn chắc, đến từ đất thành bản vàng. Từ những ngày khó khăn, các dân tộc còn tàn mạn. Đến nghe chung tay cùng làm kinh tế, đến chân không như tài. Miền núi phía bắc Việt Nam, hiền ngang không thích luồn cúi, flexing theo kiểu miền núi. Ta chơi nhạc trang hip hop trên bản làng, bản này là bản chất đến từ đất thành bản vàng. Từ những ngày khó khăn các dân tộc còn tàn nạn, đến nghe chung tay cùng làm kinh tế, đến chân không như tài. Người miền núi chất lên sân khấu, tay cầm mic từ nơi cùng trời cuối đất, cho họ biết đây là ai. Đây là rap hip hop từ trên bản làng. Đến lượt nhìn anh tỏa sáng. Cảm ơn thanh âm miền núi về dưới đồng bằng. Dưới đồng bằng rồi mang hip hop về trên miền núi. Yeah, double truth, let's go. Không cần ai rap thêm đầy. Yeah, con ta nghe như tiếng chảy. Yeah, bắc ba đa bắc bùm bùm, các cùng cùng. Luôn đoàn kết một lòng vì đây là người vùng cao. Anh em chung một nhà kinh tay nùng dao. Phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Bắt tay chung sức và làm cùng nhau. Vì người miền núi có thể sống thiếu thốn. Nhưng chẳng một điều là không bao giờ sống hèn. Cúi mắt khom lưng trên nương trồng trọt luôn ngẩng cao đầu vì không sống thẹn. Khiêm tốn, khiêm nhường, bước đến nơi đây như là thiên đường. Bảo vệ biên cương, một lòng yêu quê hương. Đây là người miền núi chất. Người miền núi chất. Và đây là người miền núi chất. Người miền núi chất. Nó ơi, nó bắt 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 b